là nơi cho ta bình yên, nơi bóng tối hay nơi bình minh dẫn lối. Nơi đâu là nơi ta muốn quay về sau những u mê? Nhìn lại quanh ta chỉ còn nỗi cô đơn héo hon trên đường mòn. Ta như ngựa hoang lao đi trong tự do, vẫn đó vết thương in hằn đời cho. Ta muốn quên, ta muốn quên, quay về nơi đồng cỏ xanh. Ký ức vẽ lên tim niềm đau, chạy trốn quá khứ ta xa rời nhau. Đời nông sâu rồi còn lại trong đầu là lời nguyện cầu cho ta quay về nơi ngập tràn chân ái. Cho ta quay về nơi chẳng còn tăm tối, nước mắt sẽ lau khô bằng tiếng cười. Những cam dỗ ấy tan theo mây trời, chờ dần mình nhận ra đường về xa quá. Đồng cỏ bao la giờ là soi đá, chỉ còn riêng ta ôm bao xót xa. Trước mặt khung trời xanh đã khẽ mày má. Má ơi, làm gì mà mày lui cui dưới bếp vậy? Dạ con đâu có làm gì đâu, con coi nhà còn gạo không để con đi mua gạo. Dạ tao không ăn cơm, tao không cần gạo, tao chỉ cần rượu thôi. Rượu má suốt ngày cứ rượu à. Bây giờ má nói đi, má uống bao nhiêu chai rượu nữa thì má chết. Con mua một lần luôn, mua lắc nhắc chi cho mệt. Bà nội cha mày, mày dám rù tao hả? Trời ơi là trời, mày ác mồm ác miệng chi dữ vậy? Thôi mà, tao xài của mày có bao nhiêu tiền đâu, tao chỉ lấy của mày mấy đồng bạc cắt để tao mua rượu thôi. Vậy mà mày trù tao. Trù tao hả? Mày trù tao nè. Má, mày trù tao hả? Mày trù má tao. À, má nghe con nói nè, không phải là con sợ nuôi má, mà con chỉ sợ á trù nó giết má dần dần thôi. Có ngày á má còn không nhận ra con là ai nữa. Tao không cần biết mày, tao chỉ biết mày là con, mày phải có trách nhiệm phụng dưỡng mẹ mày. Má, hồi xưa mày còn nhỏ, tao còn trẻ tao nuôi mày rồi, đúng không? Còn bây giờ tao già rồi, mày phải làm mày nuôi lại tao chứ. Ok. Đúng là con có bổn phận nuôi má, nhưng mà con lo cho má mỗi ngày ba bữa cơm, chứ đâu phải mỗi ngày lo cho má ba chai rượu. Ok. Chà, ngon ta. Bây giờ mày còn trả treo với tao nữa hả mày? Trả treo với tao hả mày? Má, mày ỷ mấy đồng bạc cắt rồi mày trả treo với tao hả mày? Mày trả treo với tao là mày coi nè. Má, mày coi tao xử mày nè. Trời ơi, mày trả treo với tao hả? Trời ơi, nó trả treo. Cái thằng khốn nạn, mày chạy đi đâu? Mày trở lại đây. Trường Hận. Gì vậy? Tôi muốn nói chuyện với anh. Nói chuyện với tôi? Ừ. Tôi quen ông hả? À, nhớ ông rồi. Ông đã từng tới đây, từng vui vẻ với những em mà tôi quản lý, đúng không?
Bữa nay ông muốn vui vẻ nữa hả? Đi, đi, đi. Cậu có muốn kiếm tiền không? Ông lại. Tôi lại không quan trọng. Cậu không cần phải biết nhiều về tôi. Ok. Vậy ông muốn tôi làm gì? Tới công ty tôi làm việc. Ông điên rồi. Tôi còn chưa học tới lớp 5 nữa. Biết gì đâu mà vô công ty ông làm. Cậu không cần phải làm gì hết. Chỉ cần tới công ty mỗi ngày. Và khi nào mà có việc tôi sẽ giao cho cậu. Tôi không có biết ngày ngọc gì hết á. Thì biết làm gì trong công ty của ông? Cậu chỉ cần làm theo lời của tôi là được. Nè, không làm chuyện phi pháp chứ? Móc túi, chăn dắt, bảo kê gái, có phải là nghề phạm pháp không? Ông theo dõi tôi hả? Trước khi giao việc, tôi cần phải biết cậu lại. Cậu không cần phải trả lời liền. Cứ suy nghĩ, nếu được thì gọi cho tôi. Cậu tính tiền giúp tôi luôn nha. Hẹn gặp lại. Tổng giám đốc. Anh chết luôn đi. Nói anh nghe coi, sao em đánh bả vậy? Bả chọc ghẹo em hả? Bả làm gì dám chọc em? Không chọc em sao em đánh bả? Bả ăn hiếp người khác, em điên quá em vớt bả luôn chứ sao? Thì ra là em thấy chuyện bất bình giữa đường, cho nên cô nương mới ra tay chứ gì, đúng không? Con nhỏ đó tội lắm. Ba nó chết sớm, mẹ nó bị bệnh nặng. Nó bán quần áo kế em á. Bả thấy nó bán đắt á. Bả kiếm chuyện, đã nhiều lần em can rồi. Mà hôm nay bà quăng đổ ra ngoài luôn. Em điên lên em vớt bà luôn chứ sao? Gì nhìn tôi dữ vậy? Em có biết tại sao anh yêu em không? Tại tôi đẹp. Anh yêu cái tính dữ dằn, ngang bướng, nhưng mà lại rất nghĩa khí của em á. Nếu em mà là đàn ông á, em mà có học võ á, em sẽ đánh chết những người mà ỷ mạnh hiếp yếu cho coi. Đánh ai cũng được, nhưng phải chừa anh ra đó. Ui da. Thôi em đi vô bán đi. Đi. Ây da, sao đánh nữa? Tiếng gớm, người ta nhìn kìa. Đâu, ai nhìn? Nhưng có người ta nhìn có gì đâu phải sợ. Cả cái khu này ai mà không biết là em là người yêu của anh. Thôi nha, có hai người sao cũng được. Nhưng mà ở đây em không thích. Yes, madam. Tiếng gớm, coi phim Hồng Kông riết lậm mà. Chúng ta không nên đi xe khách đâu. Vậy thì sao về được Sài Gòn chứ? Kiên nhẫn đi. Sẽ tìm một chiếc xe 4 chỗ hay 7 chỗ cũng được. Kìa.
chào anh. Anh có thể chở tụi tôi về Sài Gòn được không? Tôi đang đi đón khách. Nếu như cô muốn, tôi quay xe về Sài Gòn, cô phải trả tiền. Bao nhiêu? 7 triệu. Cô trả anh 10 triệu. Tôi lấy tiền trước. Cái đồng hồ này đáng giá 500 triệu. Về tới Sài Gòn, tôi sẽ đưa tiền cho anh. Ừ, lên xe đi. Lên xe. Chúng tôi đã bị cướp. Quan trọng là hai người đã về đây. Trần Nam, ông đã kiểm tra đối tác trước khi giao dịch chưa hả? Tất cả là lỗi của ông. Ông có biết là xém chút nữa tụi tôi mất mạng hay không? Bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Nếu không có thử thách thì làm sao biết được bản lãnh của hai cô. Vậy là ông muốn tụi tôi mất mạng chứ gì? Mỹ Kỳ bị thương rồi kìa. Mỹ Kỳ bị thương có sao không? Em bị chấn thương phần mềm thôi, nhưng mất rất nhiều máu. Gọi Trương Thịnh đến đưa Mỹ Kỳ đến bác sĩ quen. Hai cô đi theo tôi. Sao vậy? Sao không ở trong đó với má mà ra đây? Tao không dám nhìn mặt má. Tao sợ không biết phải trả lời sao khi má hỏi về Chiêu Dương. Còn Lâm Phong, mày gọi điện sao rồi? Anh nói không liên lạc được. Không biết là Chiêu Dương có đổi số không nữa. Nếu mày liên lạc không được á, mày thử nhắn tin coi làm sao. Ha. Vậy mà tao cũng nghĩ ra luôn. Khùng thiệt. Chiêu Dương, anh có việc cần gặp em gấp. Xin em hãy liên lạc với anh. Anh Hiếu. Nhưng mà không biết Chiêu Dương có chịu hồi âm không nữa. Bây giờ mình chỉ chờ đợi thôi, chứ biết làm sao giờ. Tình hình này chắc tao với mày phải chia nhau ra ở đây chăm sóc má với Trúc Trà. Chứ công việc cũng nhiều mà giờ hai đứa ở đây hết là không được. Nếu vậy thì mẹ đây lo cho má đi, tao lên Sài Gòn lo công việc cho. Dù sao á, mày cũng có thể an ủi má. Chứ tao cũng không thể rời xa má những lúc này được. Sức khỏe má đã yếu, bây giờ thêm tâm bệnh gì nhớ con gái sẽ càng nặng hơn. Bác sĩ nói má mà đột nguyện một lần nữa là coi như khỏi cứu. Cố lên. Bây giờ chỉ có mày với Trúc Trà là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho má đó. Chuyện này là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Ai có thể giải thích cho chúng tôi hiểu được không? Đây chỉ là một thử thách nhỏ để chuẩn bị giao cho các cô phi vụ lớn hơn. Ông bị điên hả? Tại sao có thể nghĩ ra cái trò này? Ông có biết tôi sẽ bị chết dạng đạn không? Hả? Họ là những sát thủ nổi tiếng. Nếu muốn lấy mạng cô, liệu cô còn đứng được ở đây không? Ông bày cái trò quái quỷ gì vậy hả? Ông đem sinh mạng của chúng tôi ra để đùa giỡn như vậy sao? Ông có biết Mỹ Kỳ có thể bắn chết một ai đó bằng khẩu súng ngắn của cô ta? Và nếu như tôi không đẩy Mỹ Kỳ ra, cô ta có thể bị bắn chết ngay chỗ hiểm. Tuy là không chết, nhưng mà có thể chết vì mất máu của cô rừng đó. Ông biết hay không?
hả? Nhưng cuối cùng hai người chiến binh đã có mặt ở đây. Hai người phụ nữ cư khôi của Cassini. Em bị thương ở đâu? Đưa cô ấy đến bác sĩ Tư. Đừng đưa đến bệnh viện, tránh gây rắc rối. Em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, mai ta gặp nhau. Đi em, đi. Em lên nhà tắm rửa đi, rồi anh sẽ đãi em một chậu. Nhìn em căng quá. Anh nghe lời quân sư của anh để bày ra cái trò thử thách này đúng không? Trần Nam có ý tốt, ông ta muốn thử thách em trước khi em bước vào phi vụ. Ông ta muốn lấy mạng em. Ngay từ đầu ông ta đã không ưa em rồi. Trần Nam không có ghét em, mà ông ta ghét tất cả phụ nữ. Biến thái. Sao rồi? Khâu gần 10 mũi. Chuyện xảy ra như thế nào? Em và Chiêu Dương đã bị Trần Nam chơi khăm. Sao? Ông ta đã dàn cảnh để thử thách bản lĩnh của lính mới. Thử thách kiểu gì mà cấm đạn vô người mình? Em có cảm tưởng ông ta muốn lấy mạng của em và Chiêu Dương hơn là thử thách. Từ lâu anh biết là Trần Nam không thích em rồi. Đồ hèn. À, vậy còn tình địch của em hả? Cô thể hiện ra sao trong chuyến thử thách? Cũng tạm được, cô ta cũng có chút võ nghệ. Vậy là em phải về chừng rồi. Còn lâu em mới phải về chừng. Võ công của cô ta không có bằng em. Thôi, bỏ qua đi. Anh chở đi ăn gì ha? Em mệt quá. Mình về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đi ăn sao cũng được. Ok. Chiêu Dương, anh có việc cần gặp em gấp. Xin em hãy liên lạc với anh, Gió Hiếu. Trở về từ cõi chết mà. Em mệt lắm. Ok, anh biết. Anh chỉ nôn nóng một chút xíu thôi. Giờ em chỉ muốn ăn no rồi ngủ một giấc cho nó đã. Ok, bàn ăn đã sẵn sàng. Chúc mừng em đã vượt qua được bài test. Chúc mừng anh, vẫn còn thấy mặt em. Cảm giác của em thế nào sau khi đụng trận? Lúc đầu cũng hơi căng thẳng, nhưng mà nhờ bản năng tự vệ và tinh thần không bao giờ bị khuất phục. Để có một Chiêu Dương như ngày hôm nay, chắc em cũng đã trải qua rất nhiều biến cố.
Chỉ cần nghĩ lại tháng năm mà mình đã trải qua, em cũng không hiểu tại sao mình có thể sống sót tới ngày hôm nay. Bây giờ em đã sống và nhất định phải sống cho thật tốt. Em sẽ có tất cả. Bất kỳ kẻ nào cản đường em thì họ sẽ trở thành đối thủ của em. Anh biết em luôn khát khao hai chữ quyền lực, và anh tin em sẽ làm được. Đúng. Tiền và quyền lực là hai thứ cần có trong cuộc đời của em. Nắm chặt tay anh sẽ cho em điều em muốn. Em thay đổi nhiều quá. Còn anh thì ốm đi. Ngay cả khẩu vị của em cũng thay đổi. Thay đổi để làm mới mình thôi mà. Em vẫn khó chịu và ngổ nghịch như vậy à? Giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời. Em đang hành động một cách ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Đừng có chỉ trích em được không? Em không thể sống một cuộc sống bình thường được sao? Em vốn không phải là người bình thường mà. Em về nhà đi em. Anh và mọi người rất nhớ em. Anh biết tính em mà. Một khi em đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ suy nghĩ lại. Chẳng lẽ tình yêu của anh với em kết thúc ở đây sao? Em nợ anh một lời xin lỗi. Em ra đi mà không trực tiếp nói chuyện với anh. Nếu có chuyện gì khúc mắc trong lòng, vợ chồng mình nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Anh đã làm gì có lỗi với em mà để em phải rời xa anh? Anh không làm gì có lỗi hết. Chỉ là em thấy mình không phù hợp với cuộc sống gia đình thôi. Má và anh đã hết lòng yêu thương em. Em ra đi mà không nghĩ đến cảm giác của những người thân của mình sao? Em có biết là vì quá yêu thương em mà má đã bị đột quỵ và đang nằm bệnh viện hay không? Má bị đột quỵ, má có sao không? Má ổn rồi, nhưng nếu bị lại một lần nữa anh không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Em về thăm má đi. Gặp má em không biết nói cái gì hết. Anh nghĩ là má có rất nhiều điều muốn nói với em. Võ Hiếu, thật sự em không muốn vướng bận chuyện tình cảm của gia đình. Gặp nhau rồi má có cho em đi hay không?
liệu có ai giữ chân nổi em không? Em lạnh lùng như vậy sao chú Dương? Má không để anh ra mà nhìn má nằm đó anh còn không chịu nổi. Còn em là con ruột của má mà chú Dương. Anh chăm sóc má giùm em đi, em đi đây. Chú Dương, đừng cố gắng tìm em nữa. Con đường mà em chọn không có tên anh, cũng không có tên má. Chiêu Dương, má uống nước cam đi má. À, cảm ơn con. Sao giờ này mà anh Hiếu còn chưa vô thăm má nữa? Hồi sáng anh Hiếu có gọi điện cho con, anh nói là phải đi Sài Gòn gấp. Có bận việc gì mà không chịu chạy vô thăm má chút rồi hãy đi? Chắc là công ty trên đó có việc cho nên là anh mới đi sớm như vậy á. Má uống nước cam đi má ơi. Má nằm phòng 12, bệnh viện Hồng Đức, Cần Thơ. Bác sĩ nói chừng nào má được về vậy con? Bác sĩ nói là má còn yếu lắm nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi và tiện chăm sóc nữa. Má muốn về nhà quá, ở đây má chán. Anh Hiếu đang trên đường về nhà, đợi khi nào anh Hiếu quay trở lại con nói anh Hiếu lên phòng bác sĩ coi sao nha má. Khi nào về nhà con sẽ tắm rửa cho má, rồi con nấu bồ kết cho má gội đầu ha. Con à, sao tay chân với cơ thể của má sao má thấy nó yếu ớt quá, má không có cử động được nổi. Má mới bị đột quỵ mà nên cơ thể của má còn yếu lắm, nhưng mà không sao đâu. Khi nào về nhà má chịu khó tập luyện nè, rồi đi bộ sẽ khỏe lại thôi má. Nếu chết được má cũng muốn chết liền, chứ má không muốn nằm lâu để báo con báo cái. Má, má không được nghỉ quẩn. Chăm sóc cha mẹ lúc đau yếu là bổn phận của con cái mà, sao má lại nói là báo? Má không sợ chết, má chỉ sợ trước khi nhắm mắt má chưa kịp được nhìn mặt Chiếu Dương. Thank you.
Chiêu Dương. Chiêu Dương, tại sao em tới tận đây mà không vô thăm má? À, con. Má. Ủa. Con má tặng má. Mong má mau bình phục. Trời, bài vẽ dữ bay. Bữa nay bài đặt mua hoa tặng cho tôi nữa. Má nói sao chứ, bên phương Tây người ta đi thăm bệnh ta toàn tặng hoa không đó. Người bệnh khi nhìn bó hoa sẽ thấy vui vẻ, tâm trạng phấn khởi, mau hết bệnh. Anh nói vậy đúng không Trúc Trà? Dạ. Để chú con chạy con kiếm mua cái bình cắm vô cho đẹp má ha. Đẹp quá con. Chắc mắt lắm hả? Ừ, quan trọng là má có thích không kìa. Trời ơi, hoa mà ai không thích con. Nhưng mà ổn quá, để tiền đó đó mua trái cây ăn còn có ít hơn. Má, má có người con trai hiếu thảo như vậy rồi, má còn đòi gì nữa. Nếu là con á, ai tặng con cái gì cũng không bằng tặng hoa đâu. Coi đó. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đợt tới có lực em, chịu chưa? Má. Đẹp quá. Má thấy trong người sao rồi, đỡ hơn chưa? Ừ, má ổn rồi. Nhưng mà con xin bác sĩ cho má về đi, ở đây tồi tốn quá. Vậy để con lên hỏi bác sĩ coi làm sao. Nếu bác sĩ cho về mới được về, còn bác sĩ muốn má nằm lại, má không được cãi lời nha. Em có cần gì không? Anh đi ngang căng tin anh mua luôn cho. Em không cần đâu, em mua đủ hết rồi. Vậy con lên gặp bác sĩ chút nha má. Dạ. Đẹp quá con. Hoa hồng này đẹp thiệt đó. Thơm nước mũi luôn ha con. Dạ. Ai làm cái gì em đến nỗi mà phải khóc vậy? Tị uống với em đi. Gã đàn ông nào làm cho em khóc hả? Đàn ông đối với em bây giờ chỉ là cỏ rác thôi. Vậy em khóc vì điều gì? Má em. Sao mày không ở dưới với má đi? Mày lên đây làm chi vậy? Tao mới gặp Chiêu Dương. Cái gì? Mày gặp Chiêu Dương hả? Thật ra đây là lần thứ hai tao gặp cổ rồi. Cái gì vậy? Tại sao mấy lần trước mày không nói tao biết? Mày có coi tao là bạn bè không? Là anh em không? Chiêu Dương bây giờ khác lắm, không còn nhận ra cổ luôn. Mày gặp người ta rồi, mày có giữ người ta lại không? Có trời mới giữ nổi cổ.
Vậy mày có nói chuyện là má nằm viện không? Mày nghĩ sao không? Rồi thái độ chưa Dương sao? Có chịu về thăm má không? Cái gì kỳ vậy? Hết nói luôn đó. Con người sao mà lạnh lùng, tuyệt tình đến vậy? Chị chưa bao giờ có diễm phúc được gọi một tiếng mẹ. Nhưng mà chị nghĩ đó là tiếng gọi thiêng liêng nhất. Mà em bị đột quỵ, đang nằm trong bệnh viện. Mà em không thể nào vào thăm má em được. Tại sao? Ai cản em? Không ai cản em. Nhưng mà chị biết đó, một khi em đã chọn con đường này, em không muốn liên lụy tới người nhà. Em không muốn tình thân gia đình làm rào cản. Nhưng mà em có biết là mẹ em đang rất thương nhớ em không? Vậy nữa, tao mất chịu Dương thật rồi. Tao biết là mày buồn lắm, nhưng mà giờ chịu Dương đã như vậy rồi, mày nên chấp nhận sự thật đi. Tao không thể nào chấp nhận được sự thật này. Trải qua bao khó khăn đau khổ, hợp tan tan hợp, những tưởng mọi chuyện sẽ ổn. Mơ ước một căn nhà ấm áp bên mẹ, bên vợ và mấy đứa con thơ. Giờ coi như xong rồi. Tao hiểu hết chứ. Tao là người chứng kiến tình cảm của mày với Chiêu Dương từ những ngày đầu. Tiếc. Phải nói là rất là tiếc. Đàn bà khi không còn yêu nữa, họ lạnh lùng như một tảng băng. Hiếu nè, cái chuyện yêu hay là không còn yêu một ai đó đó, thì đôi khi còn có thể lý giải được. Nhưng còn chuyện hiếu thảo của một con người, lấy cái gì để biện minh? Tao trách nhất Chiêu Dương điều đó đó. Để hoàn thiện một tổ chức hoạt động bài bản, tất cả chúng ta phải có kỹ năng của một sát thủ. Tôi đã thuê chuyên gia ở đây và nước ngoài về để huấn luyện cho các bạn. Các đội nòng cốt của tổ chức sẽ được ưu tiên hàng đầu. Chúng ta huấn luyện sẽ chia theo nhóm. Mỹ Kỳ thì cũng có một nhóm. Đã có nhiều anh em theo từ lâu rồi. Trường Thịnh cũng có một nhóm. Còn Chiêu Dương, cô có nhóm của mình chưa? Tôi cũng đã chuẩn bị rất là kỹ rồi. Tất cả những người này đều được tuyển chọn là đại bàng khi còn ở trong tù. Họ là những người rất có số má và giỏi võ. Tuyển người thì không cần phải có võ, nhưng mà phải là người lanh trí. Mà bất nhất, họ phải biết tuân lệnh. Còn nhóm của tôi đã được kiểm nghiệm qua nhiều trận chạm trán. Họ là những chiến binh. Một khi đã vào nhóm, điều quan trọng nhất là lý lịch cũng như là tính cách của họ. Chỉ cần nhìn sai là phải chịu hậu quả. Tôi đảm bảo được quân của mình. Chúng tôi đã có thời gian ở bên nhau rất là lâu và hiểu nhau rất là cặn kẽ. Tôi đảm bảo đội quân của tôi là một đội quân tuyệt vời.
Đừng có quá chủ quan. Cô nên nhớ, tổ chức của chúng ta không phải là một tổ chức bảo kê, chăn dắt gái, mà là một tổ chức có quy mô hơn thế nữa. Chúng ta cũng không nên tập trung rầm rộ. Mỗi nhóm sẽ được đưa đi huấn luyện. Nhóm của Chiêu Dương sẽ xuất phát đầu tiên. Vậy bao giờ nhóm tôi xuất phát? Cô cứ chuẩn bị nhóm của mình đi. Sáng mai sẽ có người gọi điện về hẹn địa điểm, có xe đến đón. Sau nhóm của Chiêu Dương là đến nhóm của Mỹ Kỳ. Thời gian huấn luyện của một nhóm là bao lâu? Một tháng. Cho nên tất cả mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho nhóm của mình. Họ sẽ không được rời khu huấn luyện cho đến khi hoàn tất. Trong thời gian này, tất cả điện thoại đều bị thu giữ. Trong thời gian tới, sau khi đã hoàn thiện mọi thứ, chúng ta sẽ đánh mạnh. Tôi muốn nắm đầu khu tam giác vàng. Chúng ta sẽ tạo một chuồng chân rết để chuyển hàng ra khắp Đông Nam Á. Ngoài việc tránh tai mắt của chính quyền, thì việc đụng độ với các băng nhóm chắc chắn sẽ xảy ra. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Cờ đến tay thì phải phất. Anh em cứ yên tâm, tôi sẽ trả công thật xứng đáng cho mọi người. Tôi chỉ cần sự trung thành tuyệt đối. Luật chơi thì rất công bằng, ai có công thì thưởng, có tội thì trừng. Ai phản bội tổ chức thì sẽ bị truy sát tới cùng. Mẹ ăn cắp tiền của tao phải không? Mẹ đừng có vu oan cho con nha. Mẹ có bắt được tận tay đâu mà nói con ăn cắp tiền của mẹ. Nhà này chỉ có mình tôi với cô. Nếu cô không lấy, không để tiền của cánh mà bay hả? Với thế lực và các cộng sự xuất sắc, lão Bàng hiện là một ông trùm quyền lực nhất Việt Nam. Cuộc đời nhiều người buồn quá, vậy có còn người vui? Người vui là người bỏ ta mà đi. Anh trao cả cuộc đời này cho em, có được không? Chỉ cần anh yêu em, em sẽ tận trung cho tới chết. Trả mạng lại cho ta. Mày hù tao, mày hù tao, hù tao. Cảm bấy nào đã đưa em xa chốn yên bình, bão tố nào xoay vào giấc mơ an vui, làm ta đau điên đến bao giờ, làm ta chết trong ngày tháng bơ phơ, vẫn mãi đi tìm, vẫn mãi mong chờ hạnh phúc từng giờ. Tình yêu ơi xin một lần nữa, ta sẽ nguyện yêu mãi đến mai sau. Chẳng còn những thương đau vì ta bên nhau, đi đến bên mai.